Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày mùng 3 tháng 10 năm 2021 và tôi chia sẻ với các bác lại câu chuyện về 9 hay là 11 vị tướng. Thôi thì mình nói là về 9 vị tướng đi, bởi vì là 9 vị tướng là dưới cái sự đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật 9 vị tướng này với nhiều hình thức khác nhau, bao gồm có cả cách tất cả các chức vụ trong Đảng hay là khai trừ Đảng, vân vân. Và cái buổi họp đó thì dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại sao mà trong cái video clip trước ấy, tôi có chia sẻ với các bác và mọi người rằng là đây cũng chẳng phải là cái chuyện vui vẻ gì với ngay cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay rằng là tôi hay là nhiều người khác. Bởi vì có nhiều vấn đề, ví dụ như là cảnh sát biển thì là an ninh quốc gia. Và các bác có thể thấy rằng là cả một dàn lãnh đạo của Bộ Tư lệnh của cảnh sát biển, rồi hỏi rằng là chúng ta nôm na là cả dàn đã ra đi kiểu như thế, nó cũng chẳng thú vị gì cả. Nhưng mà cái việc này á, nó không có gì vui vẻ, bởi vì rằng là chúng ta đã dám nhìn thẳng vào sự thật, đấy là tin tích cực, nhưng mà cái sự thật đấy cũng rất là đáng buồn. Và không chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy, còn nhiều người cũng nghĩ như thế, đặc biệt là các cán bộ lão thành cách mạng. Khi mà tôi đọc cái bài này á, thì tôi cảm thấy một cái sự đồng cảm rất lớn đối với người viết và ngay cả những cán bộ khi mà chia sẻ. Bởi vì chúng ta còn nhiều việc phải làm, nhiều câu hỏi phải trả lời. Như câu hỏi trả lời rằng là làm gì tiếp theo, chỉnh đốn thế nào để chuyện này nó không xảy ra nữa. Chứ không phải rằng là kỷ luật là chúng ta vui sướng xong rồi thì thôi. Cái cảm giác đấy nó ngắn ngủi lắm. Nhưng cái quan trọng rằng là sau này để làm thế nào để mà không có những cán bộ thoái hóa biến chất như vậy ở trong hàng ngũ lãnh đạo, thì đó mới là cái điều chúng ta cần. Bởi vì an ninh trên biển là một trong những cái mà rất nhạy cảm, đúng không ạ? Chúng ta đang sống cạnh anh bạn hàng xóm lớn xác, và cái đường chín đoạn rồi những cái sự vụ phức tạp trên Biển Đông thì vẫn đang còn ở đó. Đầu tiên tôi xin trích với các bác cùng nhau là đọc cái bài rất là tâm huyết như thế này, để các bác có thể thấy rằng là rất nhiều người vẫn đau đớn vì non sông, vì đất nước. Họ không buồn, tức là họ không cảm thấy vui đâu, không cảm thấy vui hay thế nào đó, nhưng họ cũng không bao che. Mà phải, quan trọng là phải nhìn thẳng vào sự thật, và nhìn thẳng vào sự thật rồi, xử lý rồi thì cũng phải có cái giải pháp sau này là như thế nào. Thì báo cáo với các bác, tôi xin trích các bác một cái bài báo trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm qua. Báo Tuổi Trẻ ngày hôm qua thì có nói rằng là các ông Vũ Quốc Hùng và Lê Việt Trường thì đều hoan nghênh quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc làm rõ và xử lý vi phạm, nhưng cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần trả lời cho dư luận, nhân dân để được rõ hơn. Và đây là hình ảnh ông Vũ Quốc Hùng. Trước việc Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, khai trừ khỏi Đảng 2 tướng, cách hết tất cả chức vụ trong Đảng 7 tướng lĩnh khác, cả ông Hùng và ông Trường thì đều hoan nghênh quyết tâm của Đảng, Bộ Quốc phòng trong xử lý vi phạm, sai phạm, nhưng đều cảm thấy rất đau. Phải trả lời là tại sao lại để ra nông nỗi này. Ngày 2 tháng 10, tức ngày hôm qua, thì trao đổi với báo Tuổi Trẻ thì ông Vũ Quốc Hùng, nguyên là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết là khi nghe tin về sự việc trên, ông thấy rất đau đớn. Vì đây là một lực lượng rất quan trọng và những tướng lĩnh này là người lãnh đạo, chỉ huy nhưng lại có sai phạm. Bên cạnh đó thì ông Hùng cho rằng qua sự việc này cũng đã thể hiện được sự quyết tâm cao của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư trong việc phòng chống tiêu cực, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc và làm một cách cẩn trọng, tìm những thông tin chính xác để xử lý những cán bộ vi phạm này. Vị cán bộ lão thành này bày tỏ như sau: việc công khai kỷ luật 9 tướng lĩnh cảnh sát biển chứng tỏ một thời kỳ mới mà như đồng chí Tổng Bí thư và Đảng ta đã nói là thời kỳ dân chủ, công khai, minh bạch. Đó là phương châm hành động của Đảng ta và cũng là quy luật chung của phương châm quản lý con người. Cán bộ không thể nào mà úp mở mở. Tôi mừng nhưng không vui. Không vui sướng gì khi xảy ra những sự việc thế này, nhưng mừng vì tổ chức đảng của chúng ta, vì sự vững mạnh, trong sạch mà quyết tâm cao độ
qua đó mới thấy rõ được những sự việc như thế này, ông Hùng nói. Theo ông Hùng, thời gian tới cần phải xử lý các sai phạm và tiếp tục xử lý các sai phạm để rút ra bài học kinh nghiệm. Bài học kinh nghiệm ở đây là vì sao một lực lượng quan trọng như vậy mà lại để ra nông nỗi này. Nếu như công tác kiểm tra giám sát theo các quy định của Đảng được làm đến nơi đến chốn, làm kịp thời, thường xuyên thì không đến nỗi mất mát như vậy. Đảng ủy Quân sự Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan có trách nhiệm quản lý các đơn vị tướng lĩnh vi phạm cần phải trả lời rằng tại sao lại để ra nông nỗi này. Các cơ quan này cần tiếp tục trả lời các vấn đề liên quan nhằm rút kinh nghiệm, chứ không phải để làm mọi chuyện trở nên to tát. Ông Hùng đề nghị cần phải phổ biến và thực hiện thật tốt quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Chủ động chứ không bị động. Chiến đấu là phải đấu tranh với các tiêu cực. Đây không phải là chuyện dễ dàng, mà đây là cuộc đấu tranh phải có dũng khí. Từ đó, răn đe cảnh cáo, giáo dục những người vi phạm, phải cho những cái củi xấu vào lò, chứ không phải là để mục đích đưa thành tích càng nhiều củi vào lò càng tốt. Ông đã bình luận như vậy. Tôi rất đồng ý với ông Hùng, đó là trong nó không phải là cái thời kỳ úp úp mở mở nữa. Đoạn dưới thì có vẻ nói rõ hơn, nhưng mà tôi cũng xin nói qua một chút thế này, báo cáo với các bác và mọi người. Rất nhiều người khi nói về những cái sai phạm, rất nhiều người khi nói về những cái tồn tại của Đảng và các cán bộ lãnh đạo thì lập tức bị quy ra một cái nó gọi rằng là thế lực thù địch hay là phản động hay là nhiều đó. Chúng ta có thể thấy trên kênh YouTube có cả những cái đội cờ đỏ, người ta chỉ có đi và nói những cái việc đó. Và những cái việc này nó nhằm triệt tiêu những cái gọi rằng là ý kiến phản biện, và thậm chí cả những cái dấu hiệu tiêu cực mà các kênh báo chí cộng với cả nhiều người đã tìm ra. Đó. Thì ở đây các bác có thể thấy ông ấy nói rằng đây là thời kỳ dân chủ, như câu nói của ông Hùng ở trên này thì ông ấy nói thế này. Đây là cái thời kỳ mà dân chủ, công khai, minh bạch. Đó là chủ trương của Tổng Bí Thư về cái việc đó, chứ không phải là cái thời kỳ úp úp mở mở nữa rồi. Và điều đó là tốt, bởi vì rằng là mọi người sẽ phải biết sợ, bởi vì dân giám sát, mọi người giám sát, và từ đó những cái tiêu cực cũng được phát hiện sớm hơn, và từ đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có được nghìn tai nghìn mắt để mà có thể nhìn vào và có thể kiểm tra đó. Chứ bây giờ vẫn còn có nhiều những thành phần vẫn nói rằng là nào là phản động, nào là thế lực thù địch. Thì xin phép với các bác, ví dụ thế lực thù địch ở nước ngoài, họ chưa vào được, hay nói như một cách khác, nhưng mà anh bạn tôi nói chia sẻ thế này, đó rằng là, nói thế nào nhỉ? Đó. Thậm chí rằng là dân ta có thể đánh tan tất cả các loại giặc, không thế lực thù địch nào có thể làm suy hại được đảng với nhà nước và nhân dân chúng ta. Tuy nhiên, những con sâu làm giàu nổi canh, họ mới là thù địch, thế lực gọi là thù địch của thù địch. Bởi vì nhiều khi đấu tranh với những người này, họ không mang theo súng, chúng ta cũng vậy, nhưng mà rất khó khăn và rất nhiều người đã phải hy sinh, bởi vì rằng là họ là những người nắm quyền lực chứ không phải là những người bình thường. Tôi xin tiếp tục chia sẻ với các bác, đây là cái bài mà tôi thấy rất hay, và chúng ta cũng tiếp tục theo dõi xem là cái bài viết này và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng họ đã nói gì về điều này. Và sau kỷ luật thì phải có cuộc chỉnh huấn nghiêm túc đó. Và đây là nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội là ông Lê Việt Trường, các bác có thể nhìn đây. Và chia sẻ với phóng viên thì nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội là ông Lê Việt Trường cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội từ năm 1944 đến nay, và trong 23 năm tuổi của lực lượng cảnh sát biển từ năm 1998 đến nay, phải kỷ luật một số lượng tướng lĩnh cao cấp nhiều đến như vậy. 11 tướng lĩnh cùng bị kỷ luật, 2 tướng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật và 9 tướng thì do Ban Bí thư thi hành kỷ luật, là số lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử quân đội, và đây đều là lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu từ trên xuống dưới của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Việc phải kỷ luật một số lượng cán bộ lớn trong một thời gian rất ngắn với một lực lượng tuổi đời chưa nhiều như cảnh sát biển là vô cùng đau xót và nghiêm trọng.
Ông Trường nói và nêu rõ quan điểm trong vụ việc này, chúng ta không chỉ mất cán bộ mà còn ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh, uy tín của quân đội quốc gia. Tuy nhiên, theo ông Trường thì việc xử lý nghiêm minh, công khai trong trường hợp của các tướng lĩnh cảnh sát biển đã thể hiện rõ quan điểm không có vùng cấm trong xử phạt, trong xử lý vi phạm của cán bộ đảng viên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhiều lần khẳng định. Ông nói trước đây những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quốc phòng an ninh, nhất là liên quan đến lực lượng thuộc môi trường biển, thông thường nhiều người cho rằng là nhạy cảm, có nhiều yếu tố đòi hỏi cần thiết phải có cách thức riêng. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư công khai các vi phạm, xử lý đã cho thấy rõ việc xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, bình đẳng trước pháp luật đối với các vi phạm tiêu cực tham nhũng. Trong số các tướng lĩnh bị kỷ luật thì đã có 2 thiếu tướng bị khởi tố, bắt tạm giam, nên cử tri và nhân dân rất tin tưởng trong thời gian tới các vi phạm này sẽ được xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội, ông Trường nói thêm. Và nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh cũng đã chỉ rõ, sau khi kỷ luật về đảng thì các cơ quan chức năng sẽ có các kỷ luật về chính quyền, kể cả hình sự, theo vi phạm, hành vi phạm tội nếu có của các cá nhân. Và sau vụ việc này, ông Trường nhấn mạnh, có rất nhiều bài học được đặt ra, nhưng quan trọng nhất là Bộ Quốc phòng cần phải có một cuộc chỉnh huấn nghiêm túc, không chỉ ở lực lượng cảnh sát biển, mà còn trong toàn quân. Đó là lời của rất nhiều người. Thế thì báo cáo với các bác rằng là cái quan trọng rằng là có cuộc chỉnh huấn nào nữa trong toàn quân hay không, thì đây là một cái sự việc rất nghiêm trọng. Và không chỉ có hai vị lãnh đạo cao cấp này, thì báo cáo với các bác rằng là còn rất nhiều vị lãnh đạo cao cấp khác, ví dụ như là bác Thước chẳng hạn đấy. Thì các bác có thể thấy rằng là tướng Thước năm nay cũng đã gần 100 tuổi, nhưng mà ngày hôm qua tôi đọc những cái dòng của tướng Thước mà cảm thấy rằng là vô cùng buồn đó. Thì các bác có thể vào qua một Facebook của tướng Nguyễn Quốc Thước, một người mà đã chuẩn bị, nghĩa là sắp thập cổ, nghĩa là đã gọi không phải thập cổ nữa rồi, mà sắp 100 tuổi rồi mà vẫn còn đau đáu với đất nước, mà với tướng lĩnh quân đội, bởi vì tướng Nguyễn Quốc Thước là một trong những cái tướng mà đã giúp chúng ta rất nhiều công sức ở trong miền Trung Tây Nguyên, những trận đánh lớn. Tướng Thước nói như thế này, tướng Thước nói một lấy này thôi, đó rằng là vụ động trời tại cảnh sát biển đề nghị Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư ra tay để cứu lấy hình ảnh và truyền thống của quân đội, danh dự của bộ đội Cụ Hồ. Mong ai có sáng kiến gì hay thì để xây dựng thì nên góp ý với Bộ Chính trị. Và đây là một trong những ý kiến của tướng Nguyễn Thước, thấy rằng rất đau đáu với việc này. Và tướng sau đó cũng có nói thêm về cái việc đó, về trích dẫn về việc này. Đó. Những sự kiện rất là buồn các bác ạ. Đó. Đây là cái hình ảnh mà nửa đêm tướng còn thức đau đáu và post lên một cái video clip tại quân. Thế thì các bác có thể tưởng tượng thấy rằng là buồn vô cùng, chứ không phải sung sướng gì cho ca. Nhưng mà quan trọng đợt tới quân đội sẽ làm gì để chỉnh đốn lại, và làm sao để mà lực lượng đều là lực lượng quân đội tin yêu của nhân dân. Chúng ta đã thấy những hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ dòng dã miền Trung, là đội lương thực, đội gạo, rồi đội mì, rồi mang nhu yếu phẩm đến cho bà con. Rồi vừa rồi chống dịch cũng thế, hình ảnh rất đẹp. Nhưng một số vị tướng lĩnh quân đội thì ngồi ngoài này, không ra ngoài biển, ngồi ngoài này, nhưng mà lại có những cái hành động và có những cái mà rất khó có thể chấp nhận được. Cuộc chỉnh đốn này là một cuộc chỉnh đốn về quân đội chưa từng có tiền lệ tại cảnh sát biển. Nhưng tôi hy vọng rằng là sắp tới sẽ không đón nhận những cái tin như thế này nữa. Không phải đón nhận tin như thế này nữa có nghĩa là không có. Có nghĩa rằng là bao che hoặc là đưa thế nào đó lên. Mà quan trọng vẫn dân chủ, công khai, minh bạch. Nhưng mà tin như thế này càng ít hơn. Bởi vì công cuộc này là các bác có thể thấy rằng nó đau đớn vô cùng. Nó như cắt một cái khối thịt trên chính bản thân của mình. Tự mình phải cắt. Nó đau đớn lắm. Tôi chỉ cần nhìn tướng Quốc Thước tâm sự như vậy là cũng có thể đủ hiểu được rồi. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.